bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là mây thị hiện quang minh vô số bồ tát ngồi trên hoa sen báu dùng đẻ trang nghiêm phóng ra quang minh ma ni vương có đủ thứ bảo diệu sen tạp thanh tịnh khắp tất cả biển pháp giới trong đó thị hiện vô lượng chư phật và âm thanh vi diệu của phật diễn nói các pháp đó là năm mươi chín Bên trái, tướng Cát Tường lại có tướng Đại Nhân tên là Mây Quang Minh thị hiện khắp Pháp giới, dùng biển báu Mani để trang nghiêm, phóng ra Đại Quang Minh khắp tất cả cõi, trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát, đó là sáu mươi. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng Đại Nhân tên là Mây Phổ Thắng, dùng ánh sáng mặt trời tràng mani bảo luân để trang nghiêm, phóng đại quang minh rực rỡ, đẩy khắp pháp giới, các biển thế giới, trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả như lai, tất cả chúng sinh, đó là 61. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng Đại Nhân tên là Mây Chuyển Pháp Luân Diệu Âm, dùng tất cả đèn pháp hương nhụy thanh tịnh để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp hết thảy biển tướng và biển tâm của tất cả chư Phật, đó là 62 Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng Đại Nhân tên là Mây Trang Nghiêm, dùng tất cả biển chư Phật quá khứ vị lai hiện tại để Trang Nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Trong đó hiện khắp mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát và hạnh của Phật Bồ Tát tu hành đó là 63, tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây biển chiếu, các báu trang nghiêm luôn phóng ra ánh sáng mặt trăng rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp hư không, tất cả thế giới phát ra âm thanh lớn, vui đẹp tất cả các Bồ Tát hạnh, đó là 64 tay phải của như lai lại có tướng đại nhân tên là mây ảnh hiện chiếu sáng dùng tỳ lưu ly li đế thanh hoa báu mani để trang nghiêm phóng đại quang minh chiếu khắp liên hoa tạm mani tạm chỗ ở của bồ tát mười phương đồng với tất cả thế giới trong đó đều hiện vô lượng chư phật dùng pháp thân thanh tịnh ngồi dưới cội bồ đề chấn động tất cả mười phương cõi nước đó là 65 tay phải của như lai lại có tướng đại nhân tên là là mây đèn rực rỡ trang nghiêm tĩnh khắp. Dùng tỷ lô giá na báu để trang nghiêm phóng đại quang minh, thành lưới biến hóa trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát, đều đội mũ báu diễn nói các biển hạnh đó là 66.